Alo, 1, 2, 3, 4, alo. Lại tiếp tục ăn quan họ vào mẫu đẩy của Nhật Yama 1.000 giá 3 triệu 500 nghìn đồng này. 8 sò, công suất ra loa cực tốt để anh em chơi karaoke gia đình anh em nhé. Và vào những đôi loa chính hãng, loa thùng hoặc loa nằm. Điện 100V. Anh chưa đến làm quán họ, tròn tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến sông sông cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ thơ. Em cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buồn câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón, và họ đi xem đây đã mấy hẹn mấy hò. Mà sao người quái họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầng. Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm là thì thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu câu quan họ quê nhà, có niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ. Lời thì chúng son sắc từng giờ, cùng anh nghe câu họ hẹn tôi lìa quê mình. 1, 2, 3, 4, alo. Đã có rất nhiều đoạn video quay trước về mẫu đẩy này. Nếu các bác có nhu cầu xem thì có thể xem những video đăng trước. Phần này là phần test karaoke đang ghép với van đất của lớp hàng loại 1 giá 2 triệu và đẩy 3 triệu rưỡi, anh em có thể cộng vào. Anh chưa đến làm quán họ, chọn tình nghe cánh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sóng nước lơ lửng. Em cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa màn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh chưa đổi chiếc nón, và hỏi xem đây đã mấy hẹn mấy hò. Mà sao người quán họ cứ giấu nụ cười thầm trong vành nón ba tầng. Và trong tà áo tứ thân đi hội mùa xuân. Anh đang ở xa lắm là thì thấy nghe em hát dân ca. Anh thấy yêu cô quan họ quê nhà, có niềm tin mang tình yêu vô bên vô bờ. Lời thì trùng trùng son sắc tinh giờ, cùng anh nghe câu hò hẹn thôi lên quê mình. Anh đang ở nơi ấy, mặc dù xa anh vẫn nhớ vẫn thương. Anh lắng nghe cô quan họ quê nhà, ấy là khi những nụ xuân đã hé môi cười, là bài ca em nhắn tới người, cùng em nghe câu hò hẹn thôi lìa quê mình. Vâng, bài hát rất hay về con họ. Tiếc là chưa chuẩn chỉ hết thôi. Xin cảm ơn anh em đã theo dõi. Và con đẩy này có cả hai tản nhiệt anh em nhé. Tản nhiệt bằng nhôm, sò nó bám vào. Và tản nhiệt quạt gió đây. Khi nào nó nóng thì nó sẽ quay quạt gió. Còn nó là nguyên lý hoạt động của sản phẩm. Điện 100V 3 triệu 500 nghìn đồng cho một mẫu đẩy cực kỳ ngon nha. Giá tốt lắm anh em. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại.